chào mừng quý vị các bạn đến với chặng 5 mùa giải đua xe mô tô châu Á ARC 2019 diễn ra tại trường đua quốc tế Chu Hải, Trung Quốc trong hai ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 8. Hiện tại, trường đua Chu Hải là nơi thi đấu của những giải đua hàng đầu Hồng Kông và Macau. Tổng chiều dài trường đua 4,3 km với 14 khúc cua, bao gồm 9 khúc cua phải và 5 khúc cua trái. Đoạn thẳng dài nhất của trường đua có chiều dài 900m, nơi mà các tay đua sẽ có những cú bứt tốc ngoạn mục. Kết thúc chặng 5, tay đua cao Việt Nam cán đích vị trí 14 trên 26 tay đua ở Ray 1 và 13 trên 26 tay đua ở Ray 2, giành thêm 5 điểm cho đội Honda Racing Việt Nam ở hạng mục AP250. Không chỉ mang về những điểm số quý giá cho đội, gã điển còn cho thấy một tín hiệu cực kỳ đáng mừng về khoảng cách thời gian so với top tay đua dẫn đầu. Cụ thể, ở buổi đua phân hạng cùng chiến mã Honda CBR250RR, cao Việt Nam đạt vị trí xuất phát 17 với lap nhanh nhất là 1 phút 55,286 giây, kém chưa đầy 3 giây so với tay đua giành pole. Đây là khoảng cách ngắn nhất của Nam so với tay đua giành pole, qua đó thể hiện sự tiến bộ trong thành tích thi đấu của Nam. Còn bây giờ, mời quý vị các bạn cùng đến với những diễn biến chính thức của Ray 1 và Ray 2. Kết thúc 10 lap, cao Việt Nam về vị trí thứ 14 và 13 chung cuộc, tăng lần lượt 3 và 4 bậc thành tích. Nhưng điều quan trọng hơn là khoảng cách giữa số 65 với top dẫn đầu ngày càng được thu hẹp lại. Còn ở Ray 2, gã điên đã có cú đề pa tốt và nhanh chóng chen chân vào top 15. Thậm chí, ở lap 4, số 65 vượt lên thứ 11. Tuy nhiên, những lap sau đó, phanh và số của chiếc CBR250RR vận hành không ổn định khiến cao Việt Nam bị bỏ lại, tụt xuống vị trí thứ 16. Mặc dù vậy, ở khúc cua 14 của lap cuối, cú va chạm giữa ba tay đua đã tạo điều kiện để gã điên cán đích thứ 13. Xem lại thành tích của cao Việt Nam ở Ray 2, lap tốt nhất của anh là 1 phút 54,577 giây, tương đương với tay đua thứ 2 chung cuộc. Nếu duy trì đà này, gã điên hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa. Với 5 điểm có được ở chặng này, gã điên đã có tổng cộng 32 điểm sau 5 chặng của mùa giải ARC 2019, xếp vị trí 16 trên 36 chung cuộc. Có thể nói sau 5 chặng đầu tiên của mùa giải ARC 2019, số 65 của Honda Racing Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, ít nhất một lần lọt top 10 và tất cả các chặng đua được thi đấu đều giành điểm số. Đây là chặng đua lần đầu tiên tôi tham dự. Nhìn sơ qua thì trường đua này cũng không có nhiều góc cua tốc độ cho lắm. Nhưng ở đây có những góc cua mà phải dùng phanh rất là nhiều. Vấn đề về hệ thống phanh thì em chỉ có thể theo được nhóm tay đua nhanh khoảng 3 đến 4 vòng thì phanh của em bắt đầu mềm đi do nhiệt độ phanh tăng lên quá cao. Tiêu của em trong năm nay là mọi rau đấu đều ghi được điểm. Thì hôm qua em đã ghi được 2 điểm, nhưng mà ở vị trí 14 thì không thật sự là cao so với các vòng đấu khác. Nhưng mà so với thời gian khoảng cách với tay đua về đầu tiên là chỉ 11 giây. Thì em cũng rất vui vì điều đó có thể cải thiện khoảng cách với tay đua dẫn đầu. Trái với kết quả tích cực của cao Việt Nam ở hạng mục AP250, cặp song Thành vẫn chưa thể để lại nhiều dấu ấn. Việc chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế khiến vận động viên Nguyễn Hữu Thành số 193 vẫn còn những pha xử lý nôn nóng. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Vũ Thành số 99 chưa tìm lại được cảm giác lái tốt nhất của anh đã từng có. Xuất phát lần lượt ở vị trí 28 và 29, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Vũ Thành cán đích ở vị trí 21 và 22 tại Ray 1. Còn ở Ray 2, ngay khúc cua số 4 ở lap đầu tiên, ba tay đua đã va chạm và không thể tiếp tục thi đấu. Vụ va chạm này khiến cờ đỏ phải phất lên. Qua đó, các tay đua hạng mục UB150 phải xuất phát lại, nhưng chỉ chạy 6 lap thay vì 8 lap như thông thường. Kết quả cuối cùng, tay đua số 99 của Honda Racing Việt Nam cán đích ở vị trí 21. Còn tay đua số 193 không thể hoàn thành cuộc thi đấu khi tại lap cuối động cơ của chiếc Honda Winner gặp trục trặc. Khi được hỏi về thành tích ở chặng này thì cả Đức Thành và Vũ Thành đều không hài lòng. Thể lực, kỹ năng chọn điểm phanh chưa tốt, xe vận hành chưa ổn định, trường đua mới hay thời tiết quá nóng là những yếu tố mà hai tay đua này cần phải cải thiện nếu muốn tiến xa hơn trên đấu trường châu lục. Chung cuộc, hạng mục UB150 của Honda Racing Việt Nam chặng này không ghi được điểm số và đội hiện vẫn chỉ có một điểm duy nhất giành được ở chặng 4. Như vậy, chặng 5 ARC 2019 đã chính thức khép lại với 5 điểm của cao Việt Nam ở hạng mục AP250. Chặng áp chót của mùa giải sẽ trở lại trường đua Sepang vào ngày 20 và ngày 22 tháng 9 tới. Honda Racing Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại đủ hạng mục UB150 và AP250.